Đây các bạn ơi, 9 điểm chưa, vàng chưa. Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của anh em 135. Hôm nay anh em 135 mình giới thiệu đến với mọi người món thỏ động thổ nhé. Anh em xem kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em làm ra nhiều cái video hay hơn nữa nhé. Thì bây giờ anh em theo chân mình để xem anh em mình làm thỏ đồng thổ như nào nhé. Đây này anh em này, đây là thỏ anh em mình đã ấy làm trước rồi. Thì bây giờ anh em mình đang tẩm ướp gia vị đây. Chiều ngon chiều cay đây. Cái than này chơi này kìa. Chiều ngon chiều cay. Mình cho tí chanh vào nha anh em nhé. Đây, bóp lên, bóp mạnh vào. Bóp đây. Đây nhá anh em nhá. Anh em mình đã chuẩn bị sẵn cho tí nữa cho cái con thỏ này nó động thổ xuống đây xem nhá. Thì anh em cùng theo dõi xem mà anh em mình làm món này nó có hấp dẫn không nhá. Thì anh em mình đang chuẩn bị đây, bây giờ cho than xuống đây. Cho than xuống để cho thỏ này, cho thỏ động thổ xem nào. Đây nhá anh em nhá. Đây, anh em mình đang chuẩn bị buộc vào cái cây này cho con thỏ ôm lấy cái cây này là anh em mình cho nó động thổ đây. Thì, anh em các anh em mình nó xuống tí đấy. Đây mọi người ạ. Đây về bây giờ anh em mình phải buộc bằng dây thép, không là tí nó cho nó động thổ là nó nóng quá là nó cháy là khăn dưới này lên đi. Chỗ gì ôm luôn đấy, cứ ôm cho chắc vào. Như này quá ok rồi, rồi vậy thôi. Đây nha anh em nhé, bây giờ mình cho thêm một ít mật ong vào nhé. Mật ong này là mật ong rừng nguyên chất đấy. Đấy. Ok ok. Ok. Ok đấy. Đây nha anh em nhé, bây giờ anh em mình bắt đầu chuẩn bị để hạ thổ đây. Ê, cho ơi. Thỏ động thổ đây. Bỏ cái đấy đi. Bỏ hết que đi. Anh em cùng theo dõi nhá. Em thốc đấy. Thốc của anh quân. Không thốc, sao thốc. Không sao đâu em. Bỏ lửa sang bên một bên đi. Từ từ đấy, bỏ lại. Đấy. Lấy cái xẻng này. Được em ơi. Mình sẽ cho thỏ xuống xong là mình sẽ lấp đất lên, sẽ thành thỏ động thổ. Được rồi, bỏ lá chuối đi, theo vào đây. Thấy mấy lá rồi? Là mấy lá rồi?
Ok chưa? Ok đấy. Từ cho cái ra không bắt nó rồi đúng không? Ừ, ok chắc được rồi đấy nhỉ, được rồi. Bên này có phải còn quạt không? Không, không để thế đi. Sau thời gian chờ đợi khoảng 1 tiếng, chắc bây giờ là có khi là chín giờ đấy các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ lấy lên thử xem có thành công không nhé các bạn nhé. Lửa vẫn còn đang cháy các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ lấy lên xem thỏ động thổ này có thành công không nhé các bạn nhé. Anh em lấy lên xem nào. Chín rồi nhỉ? Được rồi đấy, 1 tiếng rồi chắc chín đấy. Cả buổi chiều ấy, mỗi con thỏ đấy. Kéo cái lá bên dưới nó cháy hết là nó rơi xuống đất xuống nhá. Kéo nhá, kéo nhá, bóp cái từ nhá. Từ từ thôi. Từ không dùng đấy. Dưới đất ăn đất. Dưới đất ăn đất. Lật luôn. Được chưa, được chưa? Đấy anh em lật từ từ thôi đấy, được mà. Lật đi, lật đi, lật đi. Từng lớp. Ôi, nhẹ nhàng thôi. Đấy anh lật. Dưới này anh ơi. Lá dưới cháy hết rồi kìa. Cháy không? Cháy hết rồi. Ui trời. Cháy không? Ôi trời ơi. Nhìn hấp dẫn chưa? Ui trời. Hấp dẫn chưa? Thì em lấy cái lá này em cầm lên nóng nóng. Bỏ 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 thế nào. Hấp dẫn chưa? Đỡ đấy, đỡ đấy, đỡ đấy. Anh em rửa tay đi. Bỏ bỏ hết rồi. Có hấp dẫn luôn. Đây các bạn ơi. Chín đẹp chưa, vàng chưa. Bây giờ anh bạn ơi, anh nhóc lộn chín xem đang dựng dưới nào. Lần đang dựng cháy à, cháy rồi. Hơi tí thôi, hơi đen tí à. Không được rồi. Bây giờ đây thì mình lấy chuối cho mày nhé. Đây các bạn nhá. Đi đâu? Đi trên kia à? Để đánh được. Ôi, trên kia nhân khoáng kìa. Quá thơm luôn. Giờ anh nhà mình chuẩn bị bỏ ra để thưởng thức đấy các bạn ơi. Xem cái món thỏ đồng thổ này như nào nhá. Đây các bạn. Cháy hơi cháy tí. Đừng lưng hơi cháy à? Đừng lưng mình cho xuống không? Được. Cháy, hơi bị cháy da tí thôi. Không sao đâu. Tay sạch rồi. Tay sạch thì cứ ăn. Ê, anh em ai ấy mổ cho đi. Đây tay giờ. Nóng. Từ từ thôi, nóng ấy. Rồi đâu đâu. Ôi, ôi. Quá đẹp rồi các bạn ạ. Các bạn ơi. Chín ngon chưa? Ngon đấy, được đấy. Hơi đen đen tí thôi, không cháy, sao. Cháy. Không sao, không sao. Mình ấy... Có hơi cháy da tí. Đẹp đấy. Ngon đấy. À, giật lái hả? Anh em nó rồi. Chuẩn bị chiến thôi. Đấy, nó giao đi.
Hồ dao bẻ mà. Xé luôn. Xé được. Xé thôi. Ngồi xuống đi bác ơi. Ngồi xuống đi. Anh em ngồi xuống đi. Đấy, ngồi ăn đi con ơi. Ngồi thế nhỉ. Ừ, xuống thưởng thức cái món thỏ đồng thổ thế nào? Nào xé ra. Thế nhỉ? Anh em mình ăn thử xem như nào. Rồi chứ nhỉ. Anh thích thỏ với các ông, các chú. Ơi trời, ngon đấy các bạn ạ. Ngon đấy. Được. Được. Ừ, phải thế này. Được, 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 xé cho nào. Xé, xé. Không nóng. Nóng. Đấy, đấy. Ngon. Trời ơi. Ngon thế nhỉ. Là một bài chiều đấy. Đấy. Mất một tiếng đồng hồ với cái này đấy. Trời ơi, đây này. Ui trời. Đúng thế này. Đúng bài bản này. Anh em ăn thử cảm nhận thế nào? Nóng lắm, chưa xé được. Đây. Ngon, cũng được đó. Thơm thịt ông nhỉ. Ừ, ngon. Ngon. Ê. Ngon không? Ngon không em Lan? Ngon. Thế nào Hoàng ơi, ăn được không? Được đấy, ngon đấy. Thơm thịt. Được ăn thế nào? Chất lượng, nhìn nó thấy chất lượng rồi. Làm miếng rồi nào. Thiếu mỗi cái vị gì cay cay. Làm hạt miếng to cho nào. Cái trắng trắng. Ngâm gia vị rồi đấy. Thiếu cái phá. Đó. Ngon. Ngon. Đúng nhìn. Thiếu mỗi cái khoảng nó trắng. Ngon thật. Này, hôm nay không ai mang rượu à? Các bạn ơi, đây này. Xem thịt nữa này. Ngấm gia vị ngọt. Ngon. Chín này là vừa ngọt đấy nhỉ? Ừ. Ngon đấy. Này, ngon. Ngon đấy. Xé đi. Rồi xem nào. Thử cái này trước. Mặt trời còn đang giữa. Đây nha. Ừ, ngon. Có đó. Dạ. Giòn không? Giòn không? Dai của nó giòn kìa. Thơm. Thơm ạ. Được. Ăn thế này không? Hết bây giờ. Dạ. Ui giời. Ui. Đấy. Đã quá nhỉ. Ăn nốt cho người ấy đi. Đây nha mọi người nha. Anh em mình chiến cũng hết rồi. Thì bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây nhá. Hẹn anh em video tiếp theo nhá. Ủa, xin chào tất cả mọi người nhá.